Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, Ukraine và Mỹ tính kế giải quyết Donbass, khôi phục chủ quyền Crimea. Trong khi đó, tại thượng đỉnh Putin-Biden, Mỹ kỳ vọng Nga hạ nhiệt căng thẳng vì vấn đề Ukraine và rút lực lượng quân đội khỏi biên giới với Kyiv. Thực hư ra sao? Ở một diễn biến nóng khác, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đen giữa Mỹ và Nga, phía Moscow mới đây lên tiếng, nếu Mỹ vượt làn danh, cứ để họ làm mồi cho cá. Về cuộc đua vũ khí, truyền thông Iran gọi tên vũ khí Nga là không có gì ngăn cản được và có khả năng hủy diệt các thành phố Mỹ. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Ukraine và Mỹ tính kế giải quyết Donbass, khôi phục chủ quyền Crimea. Ít giờ trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về việc giải quyết vấn đề Donbass và khôi phục chủ quyền của Kyiv đối với bán đảo Crimea. Ông Blinken đã nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Cuộc điện đàm diễn ra trước hội nghị trực tuyến giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden với kết quả là hai phía đã nhất trí về sự cần thiết của một giải pháp hòa bình và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass và vấn đề Crimea. Nga đã sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu ý dân với đa số người dân bán đảo ủng hộ phương án gia nhập liên bang vào tháng 3 năm 2014. Theo ông Putin, vấn đề này cuối cùng đã được đóng lại. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuần trước thì gọi các tuyên bố về sự trở về của Crimea của ông Zelensky là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Tại thượng đỉnh Putin-Biden, Mỹ kỳ vọng Nga hạ nhiệt căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington hy vọng Moscow sẽ lựa chọn giải pháp giảm leo thang căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine và rút lực lượng quân khỏi biên giới với Kyiv. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 5 tháng 12, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Thụy Điển trước thềm cuộc hội đàm trực tuyến sắp diễn ra giữa Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ hy vọng rằng phía Moscow sẽ phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao liên quan đến vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Blinken cho biết, trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông đã nhấn mạnh mong muốn này, đồng thời hy vọng hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thu hẹp những bất đồng. Ông Blinken khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các bên có liên quan thực hiện các cam kết của thỏa thuận Minsk, đồng thời nhấn mạnh đây là cách duy nhất để giải quyết cuộc xung đột tại Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, nguồn tin hôm 5 tháng 12 đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Joe Biden sẽ diễn ra vào tối ngày 7 tháng 12. Theo đó, quan hệ song phương, vấn đề Ukraine và tiến hành thực thi những thỏa thuận đã đạt được ở Geneva là những nội dung chính trong chương trình nghị sự. Trước đó, hôm 3 tháng 12, ông Yuri Usakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nga-Mỹ sắp tới, Tổng thống hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề song phương và những chủ đề trong chương trình nghị sự quốc tế liên quan đến Afghanistan, Iran, cuộc khủng hoảng nội bộ ở Ukraine, Libya và có thể là cả Syria. Cố vấn Usakov nói thêm rằng các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tiến bộ trong đối thoại về ổn định chiến lược. Theo ông Usakov, các vấn đề liên quan đến NATO cũng sẽ được đưa ra đàm phán. Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về các hiệp định pháp lý về việc loại trừ sự mở rộng hơn nữa về phía đông của NATO. Ngoài ra, ông Usakov cũng không loại trừ các khả năng Tổng thống Putin và Biden có thể đề cập đến tình hình thị trường dầu mỏ và các vấn đề khác, bao gồm đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng Tổng thống Joe Biden sẽ bày tỏ lo ngại của Mỹ cũng như các đồng minh NATO về hoạt động quân sự gần đây của Nga ở biên giới Ukraine, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ là vào tháng 7 vừa qua, khi Washington hối thúc Moscow kiềm chế các băng nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Nga tấn công nhằm vào Mỹ. Trên thực tế, cuộc gặp mặt ở Stockholm vào tuần trước giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, sự kiện được xem là chuẩn bị cho cuộc thảo luận cấp cao sắp tới giữa lãnh đạo hai nước
đã diễn ra căng thẳng với những lời cảnh báo. Tuy nhiên, hai bên cũng tuyên bố mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine thông qua ngoại giao nhằm tránh kịch bản ác mộng về cuộc đối đầu giữa hai cường quốc. Hồi tuần trước, Kyiv và một số nước phương Tây bày tỏ quan ngại về sự gia tăng quân sự mà họ mô tả là những hành động gây hấn của Nga tại khu vực biên giới của Nga với Ukraine. Moscow bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng đó là một hành động chuyển quân trong phạm vi lãnh thổ của Nga, và theo quyết định của riêng nước này, không gây ảnh hưởng và đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những cáo buộc của Ukraine và các nước phương Tây là vô căn cứ. Nếu Mỹ vượt làn danh, cứ để họ làm mồi cho cá. Cái kết sau đó đã được Tổng thống Putin dự đoán. Nếu họ vượt qua làn danh đỏ, chúng ta sẽ đưa họ tới chỗ mà họ nên đến, làm mồi cho cá ở Biển Đen, Đại tá Litokin tuyên bố. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đen, một bài báo của sĩ quan Hải quân Mỹ Brian Harrington đã được đăng tải. Trong đó, ông bày tỏ quan điểm cho rằng việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên bỏ qua công ước Montreux sẽ giúp tước bỏ ưu thế của Nga trong khu vực. Cũng theo ông Harrington, cần phải củng cố vị thế của các đối tác NATO với sự trợ giúp của các tên lửa hành trình. Đề cập tới chủ đề này, đại tá về hưu Viktor Litovkin nhận định việc Mỹ tiến hành các cuộc tập trận bất thường ở Biển Đen là một hành động thô lỗ. Tuy nhiên, cần hiểu rằng sau chiến dịch rút quân đáng xấu hổ ở Afghanistan, Mỹ đã đánh mất quyền bá chủ của mình và giờ đây họ muốn khôi phục lại danh tiếng. Chúng ta, Nga, đang theo dõi sát sao tàu Mỹ ở Biển Đen. Người Mỹ cũng đang theo dõi những gì mà Nga làm ở Crimea và ở bờ biển phía nam Caucasus. Hiện tại họ đã không thể bay qua lãnh thổ của chúng tôi một cách hợp pháp do đã rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Vì vậy, họ bay dọc theo biên giới và chụp ảnh hàng rào phòng thủ của chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi cũng chụp ảnh máy bay và tàu chiến của họ để có thể vô hiệu hóa chúng khi cần thiết. Nếu họ vượt qua làn danh đỏ, chúng ta sẽ đưa họ tới chỗ mà họ nên đến, làm mồi cho cá ở Biển Đen, Litovkin nói. Vị chuyên gia này thừa nhận rằng Hải quân Nga thua kém Hải quân Mỹ về đội hình tàu chiến. Mỹ có tới 11 nhóm tấn công tàu sân bay, trong khi Nga chỉ có một tàu sân bay duy nhất và thậm chí con tàu này đang trong quá trình sửa chữa. Thế nhưng bù lại, Nga có hệ thống phòng không và phòng thủ cực mạnh, đây là điều mà Mỹ không có. Chúng ta còn có lực lượng tên lửa chiến lược, chúng ta đang cân bằng với người Mỹ ở chỉ số này. Ngoài ra, chúng ta còn có khoảng 1.550 đầu đạn. Và họ cũng thế, và đã triển khai 700 xe mang phóng chiến lược, ông Litovkin cho hay. Người Mỹ tôn trọng tàu của chúng ta và không liều lĩnh vượt biên giới. Tất nhiên, họ thích làm chúng ta lo lắng, nhưng chúng ta không nào núng. Tổng thống Putin gần đây thậm chí đã tuyên bố rằng nếu Nga đánh chìm tàu khu trục của phương Tây thì Thế chiến 3 cũng không xảy ra. Tất nhiên, họ sẽ la hét nhưng rồi sẽ không làm gì hết. Vị chuyên gia này kết luận. Truyền thông Iran gọi tên vũ khí Nga có khả năng hủy diệt các thành phố Mỹ. Theo nguồn tin của Iran nhận định, thời điểm Nga sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon sẽ khiến Mỹ rơi vào hoảng loạn trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và phương Tây ngày càng căng thẳng. Nguồn tin của Iran cho rằng sức mạnh của tên lửa siêu vượt âm Zircon là không có gì ngăn cản được và có thể dễ dàng xóa sổ các thành phố của Mỹ. Bài báo cho rằng thất bại của Washington trong cuộc chạy đua vũ khí siêu vượt âm với Moskva đang đẩy nước Mỹ rơi vào bế tắc trong các mối quan hệ quốc tế. Phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vẫn đang nỗ lực phủ nhận điều đó bằng việc đưa ra hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế và quân sự, hạn chế các tàu chở dầu và vận tải hàng không của Nga. Thậm chí Washington thực hiện việc trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga, nguồn tin phân tích. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Iran, những hành động trên không thể khiến Nga lùi bước. Tên lửa Zircon là minh chứng cho thấy tiềm lực quốc phòng và công nghệ vô tận của Nga luôn đi trước Mỹ và đồng minh. Tên lửa Zircon được cho là có khả năng cơ động cao, có thể thay đổi quỹ đạo khi bay và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km. Tốc độ tối đa của tên lửa đạt khoảng 9 lần tốc độ âm thanh. Hồi đầu năm nay, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ hải quân nước này sẽ nhanh chóng hiện đại hóa bằng các loại tên lửa siêu vượt âm, trong đó Zircon là chủ lực. Người đứng đầu Điện Kremlin đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu các thế lực thù địch vượt làn danh đỏ. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!